Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, sau khi tới thủ đô Santiago, Chile, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Chile. Thăm cơ quan đại diện của Việt Nam xa nhất trên thế giới, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao cộng đồng người Việt, dù không đông nhưng luôn đoàn kết, tuân thủ pháp luật, làm việc và kinh doanh hiệu quả, được chính quyền, người dân Chile yêu mến. Gửi đến bà con lời chúc tốt đẹp từ các lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước khái quát về tình hình trong nước, cho biết dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện di huấn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, công tác đối ngoại đạt nhiều thành tựu. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Đảng, nhà nước coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, là nhân tố quan trọng để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước. Đề nghị sứ quán tiếp tục triển khai đồng bộ các mảng công tác, phát huy vai trò cầu nối, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Chile, hỗ trợ tốt nhất cho công dân ở sở tại và các địa bàn kiêm nhiệm. Chủ tịch nước cũng mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần tự hào, tự tôn và tự tin dân tộc, tiếp tục đóng góp cho địa phương sở tại, cho quan hệ Việt Nam-Chile và có nhiều hơn nữa các hoạt động hướng về quê hương.